Họ thì thả thính, lướt Tinder, quen hết người này tới người kia. Và không biết chúng ta là ai, thậm chí là không biết chúng ta xuất hiện ở giai đoạn nào của cuộc đời họ nữa. Trong khi chúng ta thì cứ bị kiểu bị nghiện ấy. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một chủ đề muôn thuở của những cuộc trò chuyện luôn. Đó là tình yêu, nha mọi người. Trước khi đi tiếp vào nội dung của ngày hôm nay thì nếu mà các bạn cảm thấy thích kênh của mình, hãy cứ đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới nha. Mình cảm ơn trước. Nghiện cảm giác thích một người là như thế nào? Đó là khi bạn và người đó đã chia tay, chưa bắt đầu, hoặc là đang trong một mối quan hệ mập mờ, bạn cũng đã hạ quyết tâm là phải quên họ đi rất là nhiều lần và bạn đủ lý trí và đã quên được họ. Nhưng sau một khoảng thời gian á, không ai tác động vào bạn cả. Bạn đang rất là enjoy cái cuộc sống độc thân của bản thân thì bùm một cái. Tự nhiên bạn lại quay đầu lại thích họ một lần nữa. Các bạn trong đây, có ai đã trải qua cái cảm giác đó chưa? Mình gọi cái trải nghiệm đó là nghiện cảm giác thích một người, mà đã là nghiện rồi á thì đâu có tốt đâu. Lúc trước cậu ta cũng trải qua cái cảm giác như vậy đó. Cậu ta hạ quyết tâm rất là nhiều lần, cậu hạ quyết tâm là phải quên họ đi là thật, nên khi mà cậu đâm đầu lại thích họ một lần nữa, trong cậu có cái cảm giác là hổ thẹn với chính những người đã tin tưởng mình. Rồi trong một lần tình cờ cậu mới tâm sự với người bạn của mình thì người bạn đó nói là ủa sao mày giống như đang trong cơn nghiện vậy. Cậu nghe mà sững người luôn, vì vì thật sự nó rất là giống cơn nghiện, biểu hiện nó là như vậy nè. Luôn hy vọng là họ sẽ xuất hiện trên cùng một đoạn đường với mình, dù lý trí biết rằng á là gặp thì cũng không có giải quyết được cái gì, nhiều khi á lại chỉ càng thêm sầu. Nhưng mà bản năng á cứ chạy vòng vòng những cái khu vực mà nghĩ á là đối phương sẽ xuất hiện. Khi yêu sai người á thì bạn sống mà như không có trái tim vậy, ít nhất là đối với kiểu người như cậu là vậy. Xuất phát điểm á là bạn có cảm giác với người ta trước á thì đi một vòng cho dù là dài đến đâu đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ là kẻ thua cuộc. Mình cũng là kiểu người á, khi mà thích á thì sẽ rất là cứng đầu ngoan cố. Chỉ có một là mình chán mình tự bỏ, còn không á thì không ai có thể làm lung lay cái suy nghĩ đó trong mình hết á. Mọi người nghe á thì có vẻ hơi ngôn tình ha, thiệt nó cũng ngôn tình thiệt, nhưng mà đối với trường hợp bạn yêu đúng người thôi. Còn yêu sai người á thì nó rất là mệt mỏi, nên mình rất là hiểu cái cảm giác này. Có một thời kỳ á cậu bất lực tới độ mà chỉ biết đổ lỗi cho số phận thôi, rằng có phải là kiếp trước mình đã thiếu nợ họ phải không, sao mà cứ bị mắc kẹt trong cái tình trạng này hoài vậy. Họ thì thả thính, lướt Tinder, quen hết người này tới người kia. Và không biết chúng ta là ai, thậm chí là không biết chúng ta xuất hiện ở giai đoạn nào của cuộc đời họ nữa. Trong khi chúng ta thì cứ bị kiểu bị nghiện ấy. Cậu còn nghĩ có khi nào mình đã bị dính bùa mê thuốc lúa gì không nữa. Để mình thử miêu tả cái cảm giác đó một cách dễ hiểu nhất cho mọi người nha. Nó như là một cái nỗi đau mãn tính, một gánh nặng thì cũng đúng, một sự xiềng xích trong một đoạn thời gian dài vậy đó. Mọi người có nghe qua cái câu á là ở lâu trong cái khổ mày đã quen khổ rồi không? Thì nó đó, cậu cũng nhận ra á cái nỗi đau này á nó không thể làm cậu bi lụy thêm, nó không thể làm cậu tổn thương thêm, nhưng đồng thời nó cũng không lành lặn hẳn, kiểu bị chai lì rồi ấy. Nó như một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cậu vậy. Không biết cái cảm giác đó các bạn ở đây có ai từng trải qua hoặc là đang có sự đồng cảm không? Thực ra thì cậu cũng biết á, thích một người tới cái nông nỗi này á thì người đó hẳn phải rất là đúng gu của cậu, rất là đẹp,
tới nỗi mà phải mô tả cái cảm giác thích họ như là cảm giác nghiện vậy đó. Chúng ta hãy cùng nhau thành thật với nhau nha. Thì ai lại không thích vẻ đẹp của ngoại hình chứ phải không? Nhưng cũng hơn cậu đủ lý trí để mà nhận ra rằng á là mình thích cái kỷ niệm giữa giữa mình và họ hơn là con người của họ, ngoại hình của họ. Thời gian á cũng giúp cậu nhận ra mình và người đó là hai người của hai thế giới khác nhau. Khác nhau ở đây là gì? Khác nhau ở đây á nằm ở cách sống. Cậu thì luôn tích cực, còn họ thì luôn mang trong mình một cái sự mệt mỏi, một sự tiêu cực. Mà một người á, sự tiêu cực chiếm đa phần trong suy nghĩ của họ, thêm cái ngoại hình lung linh nè, rồi nhất là cặp mắt buồn nữa, thì luôn mang lại cho người khác có cảm giác muốn được che chở, muốn được giúp họ thoát khỏi cái tình trạng này vậy. Nhưng mà một chuyện mà người ngoài cuộc á muốn giúp cỡ nào, người trong cuộc không muốn á thì cũng như không. Phí hoài công sức không nói nha, mà nhiều khi còn làm cho người có ý định muốn giúp đỡ bị tổn thương nữa. Nên á là nhắm á không giúp được á thì đừng có dây vào. Thật sự, đây là bài học á mà cậu phải tốn hết 5 năm cuộc đời, thậm chí là hơn, để mà nhận ra đó. Cậu là một người thích trải nghiệm, nhưng một trải nghiệm mà khiến cậu mệt lòng hơn 5 năm trời á thì không có đáng. Nếu được chọn lại, chắc chắn cậu sẽ không đi con đường này. Chắc chắn cậu sẽ không để họ xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Mình nghĩ vậy nè, hiện giờ việc mình cần làm chính là tập trung vào những cái khía cạnh khác của cuộc sống. Cảm xúc nó chính là như vậy. Nếu mà không thể dứt khoát, không thể vơi đi á thì đừng có quá tập trung vào nó, đừng có suy nghĩ nhiều về nó nữa. Mình tin á trời cao rồi sẽ có sự sắp đặt. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn truyền đạt trong video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thích thì hãy share chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanjike và mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nghĩ của các bạn sau khi xem hết chiếc clip này, cũng như là chủ đề mà các bạn muốn mình thực hiện, mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn bạn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.